hết rồi, là quá căng các bạn chị ạ. Thì chị, công việc của coi như là cơ chú Nghĩa chưa xong nữa, thì bây giờ lại tới quay qua là cô Tuyết là quay qua tới là cái anh trai bán khô, và quá căng rồi. Xin mời các bạn chị mình theo dõi những tình tiết mới của cô Tuyết và anh trai bán khô cũng như là chú Nghĩa bán bưởi nha. Giàu có giờ bộ cao đầu, năn nỉ ba dở lại coi nó nói xạo không. Ông Nghĩa là điếm thúi, nghe người ta có tiền cái của cái bỏ à, hồi đó cưới người ta về à, xài nữa hai tuần lễ mà đưa có 500.000. Dòng đàn ông gì mà keo kiệt à, không nuôi được đàn bà, người ta thương người ta lại đóng cửa bỏ người ta, nó chửi ông Nghĩa trầu quá trời luôn. Cái con đó thiệt, trời ơi, mình muốn chửi ai, mình muốn kết tội ai, mình phải coi cho nó kỹ đó. Xong rồi đi nghe lời bả, giọng thứ nó xảo trá, mà nó nói xảo trá như bánh bồng cái gì nó không được. Đã mới bằng đầu nó nói ông Nghĩa nghèo, nó thương nghèo nó đi theo theo đã, nó nói người ta keo kiệt. Cái giật cái thằng bán khô nó lại ngủ cho bán đêm, nó đưa cho nó 27 triệu nó giật rồi đó. Rồi nó về chính nó giật của người ta tùm lum hết trơn. Ta điện lên ta nói Lâm, nó thấy không, mấy Lâm chữ phải lắm, làm cho cô có lét nó cô chữ rồi. Súm nhau nghe lời nó chửi ông Nghĩa. Cái bữa đó Thanh Thanh quay bà ở phòng trọ đó, bà khóc lóc rồi bà nói bà đi bán giấy số. Rồi bà nói ông Nghĩa này kia. Cái cô thấy cái số điện thoại của Thanh Thanh á, cô mới điện, cô nói bà không có tốt không nghe, đừng có nghe lời bà. Bà nói xạo không đó, cô thấy cái mặt bà là cô biết xạo rồi. Bà kiếm chuyện bà đi đó, bán cái chai bự mà dài không biết tính tiền nữa. Rồi đòi đi ra bán cái số ông Nghĩa không cho, rồi đi giờ la bán lặt đường. Khóc đồng mạnh thường quân cho, cô nói hai chồng Thanh Thanh nè. Cô nói cái nó nghe chút nó bác bỏ à. Đó, rồi giờ đó làm sao? Trời ơi, mà cái con nào á, cái con mà nào đó bữa hổm á, không biết nó nghe lời gì hay là bạn bè của nó không biết, lên chửi ông Nghĩa quá trời luôn. À, nói ông Nghĩa làm bộ cạo đầu. À, giờ nghe nó giàu có rồi, con nó làm vật tư xây dựng, bỏ tiền ngân hàng, nó cũng có tiền gửi ngân hàng. À, có nhà lầu, thấy người ta giàu có giờ bộ cạo đầu, năn nỉ bà dở lại coi nó nói xạo không. Ông Nghĩa là điếm thúi, nghe người ta có tiền cái của cái bỏ à, hồi đó cưới người ta về à, xài nữa hai tuần lễ mà đưa có 500.000. Dòng đàn ông gì mà keo kiệt à, không nuôi được đàn bà, người ta thương người ta lại đóng cửa bỏ người ta, nó chửi ông Nghĩa trầu quá trời luôn. Cái con đó thiệt, trời ơi, mình muốn chửi ai, mình muốn kết tội ai, mình phải coi cho nó kỹ đó. Xong rồi đi nghe lời bả, giọng thứ nó xảo trá, mà nó nói xảo trá như bánh bồng cái gì nó không được. Đã mới bằng đầu nó nói ông Nghĩa nghèo, nó thương nghèo nó đi theo theo đã, nó nói người ta keo kiệt, nghèo thì sống theo nghèo đi. Trời, cô nói mấy đó từ đầu, cô nhắn tin cô nói từ đầu. Cô nói là đừng có làm đám cưới nha, cái bà này mặt gian xảo lắm. Cô thấy số điện thoại nó nổi lên là cô lấy, cô nhắn tin này. Mà nói nó đâu nghe đâu. Cái nói bà đẹp người, đẹp nết lắm, hiền hậu lắm. Ông Nghĩa có phước rồi, mới đầu nó bưng bô, nó bưng nó đỡ người ta. Rồi giờ nó bị phu phản lại đó. Người ta cho 2 triệu, cái nó cho, bà cho lại 500 ngàn tiền xăng đó, bà kể đó. Bà đưa qua cái lết khác bà kể đó. Đó, ngủ người ta đêm lấy 27 triệu, giờ người ta đợi thưa Lâm là thưa ai. Bà nói ông bánh cho tiền, bà làm như đàn ông, bà giật đá rồi bà giật của người ta, người dài chịu tùm lum bà chỉnh chân, thấy chưa. Vậy mà cái con nó lên nó chửi ông Nghĩa te, nó ông Nghĩa người gian ác tham tiền à, cưới người ta cưới vợ thì phải lo ai cưới nó. Nửa đêm nên nó xách quần chạy theo người ta, nói người ta cưới. Nó mới ngay từ đầu là cũng nói rồi, cũng nói con này nó cờ bạc, nó giật nợ người ta nè, mới nửa đêm nó đi vậy đó. Mà nó phu phản cho ông Nghĩa, nó nói ông Nghĩa dụ nó. À, nói xuống nó tìm có việc làm, nó mới đi gấp. Nó ra phòng trọ ăn Thanh Thanh quay cái nó nói vậy đó. Trời ơi trời, cái con nó mới chữ ông Nghĩa đây nè, nó binh nó chữ. Ô mẹ, cái con nó nói chữ rồi không biết giờ nó còn dám lên nó chữ nữa không biết. Cái con nó mà lên chữ người khác không ai tin nó. Đó.
bây giờ nó là con đỉ giang hồ rồi đó. Tiếc á, mà nó binh nó chửi vậy đó, chửi Nghĩa vậy. Bởi cô nói đừng chửi ông Nghĩa quá, ông không có việc nợ ai, ông có cờ bạc. Đó. Đi đi về người ta mua đồ bông cho 2 triệu mấy, không chịu rồi đồ bông 4 triệu mấy giật người ta đi. Trời ơi cái con này á, nó giật người ta, người ta tức có ngày người ta giết nó chết. Nó làm như nó đàn ông ăn bánh cho tiền. Đĩ gì đĩ già rồi mà ăn dữ vậy, ăn con đêm chơi con đêm mà ăn tới 27 triệu. Cái thằng này cũng dễ ngu gì mà nó ngu, trời ơi, đã cái con nó nửa đêm nó ôm nó xách quần nó chạy theo người ta rồi mà nó còn ngu, nó nghe mấy thằng này nè quay lên binh theo con Tiết không, rồi nó nói nhỏ này tốt, nó, bây giờ nó lầm cả đám rồi đó, nó ngửa con mắt nó ngửa con cổ nó lên nó nghe. Tại đây Lâm cho nó chửi cái vụ nào cũng đúng, chửi thiệt, chửi chửi hay lắm, cô nghe cô phái mà người ta chửi người ta xác minh cho kỹ, người ta coi cho kỹ nó mới chửi, người ta chửi là người ta chửi đúng không. Thằng Lâm nó có trình độ lắm cô biết, mới lúc đầu là Lâm nó nói là nó thấy là không được rồi, mới lúc đầu là nó nói rồi còn binh con nói thiệt. Lâm nó thông minh lắm mà thiệt á, nó biết cái gì nó biết trước ngay từ đầu không. Cô nói thiệt, cô không phải cô đó, cô cũng không có học nhiều nhưng mà cô thấy con người nói chuyện một hai lần là cô biết, cô nhìn cái mặt xảo trá cô còn biết con người gì mà ngu dữ vậy không biết. Đã cô nói hoài, cô nói con người ta lo bằng ăn đàng hoàng, ta không có đi theo vậy, chỉ có giật nợ quậy ở xứ thôi. Nhiêu đó mình đủ biết rồi, người thông minh nhiêu mình đủ biết rồi. Thiệt, mấy người quay này nó không hiểu biết, chứ thằng Lâm chửi đúng mà. Cháu cháu mở cái lét của bà Út, bà chửi bà Út Đồng Nai đó. Trời ơi, bà chửi như khùng, bà hồi bà chửi dày, bà hồi bà chửi khác. Bà nói cái thằng bán khô đó không có được thưa bà Tiết. À, đi ngủ với người ta, đi ở với người ta chung chăn chung gối rồi, đưa tiền người ta. Không không có được thưa, không có được đòi tiền người ta lại. À, không không được lên quay bà Tiết, đưa lên nói bà Tiết lừa đảo nữa, làm gì xấu xa người phụ nữ Việt Nam. À, không có cho quay đưa lên nữa, yêu cầu không cho quay đưa lên, không quay đưa lên sao người ta biết sự thật. À, bà nói con bà Tiết nó nhục quá, nhảy cầu chết, chạy làm gì nó chết, xô nó dưới cầu nó lội lên nó chứ làm gì chết. Thầy ơi bà lên bà chửi nghe tiếng này lẹo qua tiếng kia, bà nói đất nước Việt Nam đẹp, phụ nữ Việt Nam đẹp. À, yêu cầu mấy thằng mảnh ghép yêu thương này nè xóa bỏ hết, đừng có làm nữa, đã làm nhục nhã xấu hổ bôi bám người người Việt Nam. Trời ơi, mảnh ghép lên đó, nhà nước người ta công nhận mới lên được. Rồi bà nói mấy cái thằng đi quay bà Tiết nè, hồi đó bà chửi Lâm TV với Thanh Thanh, hồi đó tụi mày đưa Tiết lên, bây giờ tụi mày đạp nó xuống. Bây giờ mày muốn đạp nó xuống mày phải đạp mày trước, mày hạ mày vạch mặt nó, mày phải vạch mặt mày trước. Bà chửi nó luôn, nói gì chứ, nói rồi nói cô nói gì, bà chửi người ta đồ ngu dốt, nói gì chứ người ta đâu ngu dốt, người ta đi làm gì được, tại vì mới lúc đầu thì cũng lầm thôi, ta có ăn gì bả đâu. Bà chửi người ta dữ, bà bảo phá gà hoài mấy người đi quay đi túc này luôn, không có đi quay này sao biết ai sự thật. Rồi bà Tiết không cho quay, không cho quay nó sao biết bả gà làm sao. Đây rồi người ta còn 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 đưa lên nhiều nữa, thiếu nợ người ta quá, người ta thưa ra, người ta chi tố ra tòa chứ đừng có nói. Kêu bằng bán khô bỏ không được đòi đi ở người ta như chung chăn chung gói. Ừ, bà đưa thừa quay quay bà Tiết lên rồi người ta cho 2 triệu, cái bà Tiết cho lại 500 ngàn lấy tiền đó, không biết nhục không biết nhờ bởi, không có chửi người ta nữa, tại bà Tiết cho người ta đi tiền xăng rồi. À, bà nói lấy tiền bà Tiết á, rồi đi cho số điện thoại cái thằng bán khô, đổ thừa người ta nữa, đổ thừa mấy thằng quay nữa. À, không cho anh chồng bán khô biết. Bà làm gì mà bà ghét người ta dữ vậy, cái chuyện người ta mà ngăn kệ người ta, tao quay người ta đưa lên là mình mới biết. Bà nói mấy mày muốn muốn vạch mặt mà bà Tiết chứ
con tiết xuống mày, mấy mày gạch mặt mấy mày chứ. Hồi đó mấy mày đưa người ta lên, trời ơi, mà bà chửi nghe ghê lắm kìa. Cháu mở thì bút lên nghe bà chửi à, bút đó. Bà đi nhiều lét, bà chửi lắm. Chửi ngày bụng ơi, bà cháu đi chửi quá trời luôn. Bà lên cái lét này, bà chửi người kia. Hồi nãy cô nghe bà chửi Năm Tiêu Quy với Thanh Thanh. Mà sao bà có lên cái lét là Lâm Tiêu Quy nữa, bà lên cái lắm Lâm Tiêu Quy thì bà không chửi Lâm Tiêu Quy, bà lên ép khác bà chửi Lâm Tiêu Quy, bộ bà nói người ta không coi. Trời trời, bà không chửi đụng má binh bà tiết, chỉ đụng má đụng mẹ, nghĩa là nghĩa mà mày mà lên cái mảnh ghép yêu thương nào nữa tao lại tao kiếm tao giả mày chích mẹ mày luôn, đụng mẹ mày chửi người ta gì, trời bà nó có khùng cái gì. Nói à, ta đàn bà mà ta thương mày, người ta nửa điểm hôm ta theo mày ở, mày biết thương người ta mày đóng cửa bỏ người ta ngoài, mày đàn ông thúi nào ông đê tiện, tao mà gặp mày tao quýnh mày chết điểm mẹ mày luôn, trời ơi chửi ghê lắm kìa. Cô nghe bà chửi nhiều lét dữ lắm, mà bà đó chắc bà cũng bị khùng hay gì đó. Bà là mày á, mày là nọc chảng, mày còn hơn hơn thằng 77 này, U77 này. Ba hồi chửi bà tía, ba hồi lên binh bà tía. Sao mày ăn bánh cho mày tiền mày ngủ với người ta, ăn bánh cho tiền mày ngủ với người ta thì mày đưa tiền người ta thì mày bỏ. Sao mày không được đòi người ta, không được là lên lét nói xấu người ta. Trời đất ơi. Rồi mượn tiền người ta làm lum cho người ta đi thưa thì pháp luật phải xử rồi. Không có ai được việc nợ ai chứ. Còn thấy vô tiền người ta cho thì mình lấy cái đó, mình không có tội gì chứ. Mình làm được gì người ta cho mình lấy à. Như mình đi làm mướn vậy đó, ở đời phải biết chứ. Trời, bà nói bà làm như bà thủ tướng đất nước Việt Nam đẹp lắm. Trời, lại cười toát tét đi mần cái này kia giỡn chững đồ với ổng, rồi giặt đồ làm như người thiệt vậy nha. Rồi ổng cũng không nói gì, ổng nói ổng hợp thôi, người ta bỏ mình ta đi rồi thôi. Thấy buồn hết, rất buồn, là ổng nói ông buồn dữ lắm luôn. Ta là định đến nhau hồi đó mấy người lớn tuổi không chịu, ta lại tới nhà không chịu. Cái bà này bà lại bà ở bà tìm hiểu, mà tháng nay lại ở với người ta 10 ngày đi chơi rồi quay lên vậy. Bây giờ có ai thèm, mà hai lần chồng rồi đó cô, hồi đó mới 17 tuổi có chồng, sao có chồng làm hồ lại ở không có mừng giấy kết hôn rồi cũng thôi. Rồi lần này là không hợp rồi thôi, về lại ở với ông này mấy ngày biết bao lâu rồi, cô thấy cũng lâu lâu. Giờ nó không hợp đi nữa, chạy chiếc xe đi nữa, chạy xe lại rồi chạy đi lên. Thấy cũng tội. Thấy bà vui vẻ, bà lo lắng, làm như bà hiền lắm, nhưng bà không đánh giá được người. Ông này nhà ông trống lỏng có gì đâu lấy mà. Cái đâu mà lấy mà lừa đi. Ông không có nhà, ông không có chiếc xe nữa. Bà chạy chiếc xe bà lại rồi bà chạy đi. Lầm. Bà làm ông đại gia, ông không phải đại gia, chạy đi. Bà cô thấy nhiều cái mắc cười cũng chết. Cái ông Năm Cần Thơ đó, nó lành nó gạch giá, nó lên ở, giờ nó đi. Hỏi nó có giấy không, đang kết hôn, nó nói mất giấy hết rồi, cái nó đi. Cái giờ mấy thằng đó lại mới đây, kết điện thoại. Nhỏ Sóc Trăng, 49 tuổi, khen nó đẹp, rồi hứa là mời đi xuống. Cái nhỏ đó là sao mà lấy chị Lành thì không kết hôn, cái này là không có tờ giấy, Lành mất tờ giấy hết rồi. Mà ý nhỏ đó không chịu, trời ơi khen nhỏ là chân dài đẹp đồ, cái nhỏ đó nó không có lên mảnh ghép mà nó ấy, nó thấy số điện thoại đấy rồi nó điện, không biết nó chịu không biết. Ta cái anh già mà đời lấy vợ trẻ không, mà mới đây mà gặp nữa đó từ đó tét là hết buồn rồi. À, còn cái ông Cường biệt thự đó, cái ông Cường biệt thự đó bây giờ bị người chửi rồi đó, là không có cái nhà không bán đó, không có cái nhà rồi, còn ấy, sau hè đó không có đường vô bảy không đất chứ không có tiền chứ. Thằng kia nó chửi nó là mai mốt đừng có nổ nữa, lói cái đuôi ra rồi. Thì là ta lại quay cái nói mấy chục người lại leo gào rồi, lại nhìn người leo gào rồi,
thằng đó nó làm gì bôi báp đàn bà, nó không chịu. Nó nói mốt đừng có nổ gì nữa, có cái nhà không có cái gì hết, nổ nội tại vì người ta lao nhà không chết, nó tiện đồ ăn, rồi cái nhà là cháu đứng tên này đó. Rồi cái là muốn cái cô nào đó kêu mấy anh em đi túc đi kiếm, ta kiếm 3 ngày được, cái lại là có người khác à, không thèm, đã có người khác ra khá giả rồi, con cái đều học đại học hết mà mắt người ta đi kiếm người lại nó có rồi. Mà chắc không, không là không có đâu, nó dốc hàng kia nó chửi rồi. Mà nó chửi đàng hoàng lắm, nó nói mai mốt đừng đừng có lên nổ, đừng có lường gạt nữa. Đừng lường gạt đàn bà rồi nói xấu đàn bà người ta, không có ai mà lại mà leo vào mà chờ cửa chứ, ta lại ta quay ông nói lại cửa ông gình ông phá cửa không. Cười chết rồi, thằng nó chửi nó nói đại gia mà cái hầm găng còn không làm được. Nó yêu cầu ổng nó mai mốt đừng có lên nổ nữa, lên nổ quá làm quá à, rồi mang cái hậu quả. Nó hầm nó lên nổ nó bị nó dập mặt nữa, nó nói vậy đó. Nó kêu bớt cái miệng ra đi đừng có lên nổ nữa, nó già lớn rồi ổng nên lên đó, ổng lên đó nó dốc nó láo nó chửi. Cái thằng khô này với bà Tiết này, thằng khô chắc nó khùng quá. Thế nãy lên này, người ta bỏ, người ta lấy tiền, người ta bỏ mà lên còn vợ tôi. Ta lại người ta quay. Nói tôi kêu vợ tôi đừng có lừa đảo người ta nữa. À, làm bộ là bữa đó không có lãnh với số bán, mà nói lãnh với số bán, đặng ta cho tiền. Bà Kiên nào đó có cho tiền, tôi kêu đừng lừa đảo người ta. Đừng có gạt người ta, cái nó chửi tôi. Đi về đưa tiền nặng đi sắm vàng nặng làm đám cưới đó. Thế là vô phòng trọ rồi nó rút cái pin ra, nó không cho thằng này điện, nó không cho thằng này nghe máy, không có cho nghe máy ông Phúc Nghĩa gì đó không biết. Mấy thằng mà đó nó cho điện thoại bà thằng này nè đi lại bà đó, rồi về lấy tiền thằng này nó là để tiền nặng đi mua chiếc xe ba gác đi mua đồ bán. Nó lấy cái nó vàng để là đám cưới. Cái gì thế đó nó mới điện ta nói là đám cưới chồng nó mấy chục mâm, mới đưa tiền cho nó đó. Rồi lại nhà anh gì vô đốt nhang nhà bà dày vợ gì. Rồi nó lấy ba cái tiền rồi mua ba vàng cưới gì đó. Rồi còn mấy tiền nữa nó ôm nó đi ra nhà trọ nó ở luôn. Nó lại đi bán số đi luôn, đi nó ngủ ngoài luôn nó không gì à. Tặng cho thằng này đi đó, cái thằng này mới nó bỏ thằng này mới dọn đồ đi, nó nói thằng này chặt đồ nó rồi lấy bếp ga nó gì. Ừ, nó lên nó kêu gọi vợ đừng có nói dốc nó láo, đừng có lừa gạt người ta nữa, kêu vợ không. Trời ơi, cái thằng này chắc nó cũng khùng thiệt, khùng bị người ta lừa đảo còn kêu vợ nữa, vừa gạt tiền mà vừa gạt tình người ta hết rồi. Chiến này hết mạnh thằng quân nào giúp mày đi đi vô hẹn đi đi lại nhà trọ nào đó đón nó không về nhà ngủ đêm sáng nhà mới dọn về nhà đó, mà rút phiền điện thoại nó không cho nghe điện thoại ai nó nói mấy người quay nó cũng rút luôn, nó không điện nó không bà điện nó không được luôn, nó trốn người ta, trốn người ta đang lấy tiền thằng này lừa này. Nó lấy mấy triệu rồi nó không bỏ thằng này, nó không ở thằng này kêu vợ không, bây giờ còn kêu vợ nó khùng khùng dữ nay. Khóc lóc bị chú Nghĩa đuổi, nó thấy gì nó tội nghiệp, thằng này chắc bị khùng thiệt. Giờ có những thông tin nào mới thì các anh chị muốn liên hệ với em thì hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình, em sẽ để lại số điện thoại trên màn hình để thuận tiện cho các anh chị mình liên hệ. Và cuối cùng thì chúc tất cả các anh chị một ngày mới tốt vui vẻ và an lành bên gia đình nha.